Hello anh em, Út dành cho quảng cáo. Thì như các bạn đã biết, những cái clip trước mình thường hay có chèn một số cái loại thuốc mà dành cho cá coi. Thì hiện tại bên mình coi màu có bán một số loại thuốc để phục vụ cho anh em cho cá coi. Ví dụ như là bên mình còn có thuốc tím nè, có chlorambucil tê nè, rồi có bộ kit test đo NH3, NH4, đo pH, đo nồng độ oxy. Và những cái sản phẩm ví dụ như là cám hay là vi sinh thì bên mình cũng có. Thì anh em nếu như có nhu cầu mua những cái sản phẩm mà dành cho cá coi á, anh em có thể vào cái đường link mình sẽ để ở dưới cái phần mô tả, đó là cái fanpage của con màu. Anh em có nhắn tin với bay cho mình xin số điện thoại, loại thuốc anh em cần cũng như là địa chỉ thì bên mình sẽ ship cost Viettel đến cho anh em. Thì rất là mong anh em sẽ ủng hộ con màu. Tại vì cái số lượng mình bán hàng cũng hạn chế thôi, cũng gói gọn cho một số loại thuốc và vật dụng cần thiết cho cá coi thôi, chứ mình không có bán tràn lan. Thì kính mong anh em ủng hộ con màu để coi và màu có thêm động lực để ra làm nhiều clip khác để phục vụ cho anh em hơn. Rồi cảm ơn em, tại bên em. Bye bye bye.